Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở đường lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị một số thông tin mới nhất để quý vị cập nhật được và biết được chúng ta chuẩn bị những gì cũng như là cần biết những gì để chúng ta chuẩn bị đi về Việt Nam trong thời gian sắp đến. Thì hiện tại bây giờ khi mà chúng ta đi về Việt Nam, nếu mà quý vị mua tất cả những cái vé của tất cả các hãng máy bay thì chúng ta không còn cần phải test Covid trước khi bay nữa, mà chỉ có một cái hãng mà chúng ta cần phải test Covid trước khi bay, đó là hãng EVA của Đài Loan, và khi chúng ta quá cảnh ở Taiwan nha quý vị. Thì đó là thông tin quý vị cần biết nếu mà ai đã lỡ mua vé máy bay của hãng EVA rồi, thì quý vị hãy cố gắng mà test Covid trước khi chúng ta bay để chúng ta không bị ảnh hưởng đến cái chuyến bay của chúng ta. Nếu mà không được lên máy bay là chúng ta không có được đổi vé, bây giờ rất là cực đó, cho nên quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề này. Bởi vì hiện tại trong cái mùa hè, còn trong tháng 6, tháng 7 á, là vé máy bay rất là căng thẳng, thiếu vé rất là nhiều nha quý vị, chuyến bay ít mà vé thì đã hết chỗ rồi. Cho nên á, khi mà thí dụ như quý vị không test Covid, cái hãng đó nó không cho lên máy bay, thì quý vị đổi qua cái chuyến khác rất là tìm cái chuyến bay rất là khó, người ta không có nhiều chuyến bay để cho mình đổi giống như bình thường đâu. Cho nên nếu mà quý vị lỡ chuyến bay thì rất là căng thẳng. Và những quý vị nào á mà đi ra sân bay thì làm ơn đi ra sớm giùm, đừng có đi trễ. Có nhiều người khách sao em dặn đi ra sân bay trước 4-5 tiếng, 5-6 tiếng đồng hồ cũng đâu có sao, mình ngồi ở nhà cũng đâu có được cái gì đâu. Thì đã đến ngày đi, quý vị cứ ra sân bay ngồi ngay chỗ check in, chờ trước 5-6 tiếng đi cũng không sao đâu, mua đồ ăn, đồ uống rồi ngồi đó ở đó. Chờ tới giờ người ta check in, mình check in đầu tiên hết như vậy cho nó khỏe mà khỏi phải lo. Chứ cái mùa này mà quý vị đi ra sân bay mà đi trễ, lỡ mà nó kẹt xe, nhất là những người nào mà ở sân bay lót nha, mà lỡ mà nó kẹt xe đó, mà đi ra mà trễ chuyến bay đó, thì quý vị chờ cái chuyến bay tiếp theo để đi không phải là dễ đâu, rất là khó. Bởi vì bây giờ bị thiếu chuyến bay, cái problem của chúng ta bây giờ đang bị thiếu chuyến bay rất là nhiều và thiếu chỗ, người ta không có chỗ khác để mà bỏ mình vào để cho sớm kịp theo như ý mình mong muốn được. Có thể họ chờ, bắt mình chờ một thời gian lâu hơn để có thể tìm một chuyến bay khác thích hợp để họ đưa mình vào. Cho nên quý vị cố gắng hãy cẩn thận, đã đi đến ngày đi Việt Nam rồi thì cứ ra sân bay sớm 5-6 tiếng ngồi đó mà chờ, không có bị ảnh hưởng gì hết. Chứ còn mà quý vị đi đã tới ngày đi rồi mà còn ở đâu đâu, còn ngồi ở nhà chờ tới giờ sát nút chạy ra sân bay rồi nó trễ rồi như thế nào. Cho nên có nhiều người cái vấn đề là không chịu đi ra sân bay sớm, lỡ nó gặp trục trặc cái gì hay là nó sự cố gì người ta không xử lý kịp là quý vị bị kẹt lại đó, là đổi chuyến bay rất là khó khăn nha quý vị. Cho nên em lưu ý quý vị ở cái chỗ này, quý vị hãy cố gắng, đã đến ngày đi thì cố gắng đi sớm giùm cho em nha. Và em xin giới thiệu đến quý vị dịch vụ bên em là đại lý vé máy bay, bán vé máy bay cho 50 tiểu bang của nước Mỹ cũng như là vé máy bay cho Canada và tất cả các nước trên thế giới đi về Việt Nam và chiều ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ, qua Canada và tất cả các nước. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn tìm vé máy bay giá rẻ và giá thật tốt để mà có cơ hội đi về Việt Nam một cách thoải mái hơn, dễ dàng hơn thì hãy vui lòng liên hệ bên em. Cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Em xin chân thành rất nhiều. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là chuyên nhận làm dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu. Cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng.
Xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như khai sinh. Cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn passport Mỹ, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Các loại giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác. Phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm. Dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế, xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để bảo lãnh hồ sơ cho những người thân từ Việt Nam qua Mỹ định cư. Để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để mà quý vị có được một cái bộ hồ sơ hoàn hảo nhất để mà bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư nha quý vị. Nhận chuyển hàng quốc tế từ Việt Nam qua Cali sẽ mở văn phòng tại Sài Gòn trong mùa hè này, rất mong sự ủng hộ của quý khách. Tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch Việt Nam đi Hàn, Nhật, Thái, Singapore và các nước. Có dịch vụ xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất cho Việt kiều từ nước ngoài về, giá cực rẻ, cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Nếu mà quý vị có nhu cầu. Quý vị thân mến, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn đã dành thời gian để ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Quý vị thấy video của em hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, xin hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu ở trên thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối với em bằng Viber hoặc là Zalo giúp giùm em nha quý vị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm tạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!